Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Trong cái video này, đây cũng là cái lần đầu tiên mà Tony làm cái video về cái chủ đề này nè các bạn. Tại vì chưa bao giờ mà Tony được đọc hoặc là được mở một cái gì hết. Và cũng chưa bao giờ làm cái video. Cho nên bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên, nếu có gì sai sót các bạn bỏ qua cho Tony nha. Thì trong tay của Tony hiện tại bây giờ là đang cầm một cái màu hồng và một cái màu xanh. Đây là cái iPhone 13 Pro, đây là cái iPhone 13. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên chính thức iPhone 13 nó ra kệ, nó lên sàn để mà bán đó các bạn. Đó. Rồi, đây cũng là hai cái vỏ ốp. Rồi thì vào đây là cái dao. Cái dao này thì của má vợ của tôi này đem từ Trảng Bom Đồng Nai qua đây được 4 năm rồi đó các bạn. Dao để mà gọt táo gọt này gọt kia ăn á. Rồi, thì hôm nay trong cái video này tôi này sẽ đập hộp. Mình gọi cho nó hoài đi các bạn. Unbox. Anh bóc cái iPhone 13 và 13 Pro, coi coi bên trong nó có cái gì để mà chia sẻ lại với các bạn xem cho vui các bạn ha. Và cũng như là cái giá cả của cái này và cái này nó bao nhiêu, và cái cách thức mua điện thoại ở Mỹ này nó như thế nào. Rồi, sau đây mời các bạn theo dõi cái video. Nếu các bạn thấy nó hay, nó vui vẻ, nó tích cực thì các bạn để lại một cái like, viết vài chữ bình luận, bấm nút chia sẻ để mọi người cùng xem cho vui các bạn ha. Và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì bấm cái nút đăng ký và bấm cái chuông cái bên để nhận được những cái video mới nhất trong channel Tony Lee Houston. Sau đây mời các bạn theo dõi. Rồi các bạn ơi, trước khi mình đập hộp á thì nó như thế này nè các bạn, tôi này sẽ chia sẻ với các bạn. Đây không phải là một cái video khoe khoang gì đâu các bạn, tại vì những cái chiếc điện thoại này nè ở bên Mỹ này nó giống như cái đồ chơi vậy đó. Anybody, ai cũng có thể mua được các bạn nha. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức để mua cái điện thoại bên Mỹ này. Nó có hai cách. Cách thứ nhất á, là các bạn sẽ ký hợp đồng với những cái công ty điện thoại, ví dụ như là AT&T, T-Mobile hay là Sprint hay là Verizon này ngoài kia. Đó, nhưng nó có cái lợi và nó có cái hại. Ví dụ nha, các bạn đi vào cái công ty đó, cái hãng điện thoại đó, các bạn ký một cái hợp đồng rồi người ta đưa cái điện thoại cho các bạn xài, và mỗi tháng các bạn trả cái payment cho cái điện thoại, tức là trả góp cho cái điện thoại, thì cái đó là các bạn không phải xài một cục tiền bự chảng trà bá lửa ngay lập tức, đúng không? Tức là cái đó là cái lợi. Nhưng các bạn sẽ có cái hại là cái điện thoại mà những cái hãng điện thoại đó đưa cho các bạn xài đó, nó là lock, tức là nó không phải là international, tức là không phải là điện thoại quốc tế. Thành ra các bạn đi những cái nước khác, các bạn bỏ sim vô các bạn xài không được. À, thấy chưa? Rồi, đó là cái hại của cái chương trình mua cái điện thoại từ các hãng điện thoại. Rồi, bây giờ nếu các bạn mua những cái điện thoại này thẳng từ cái công ty Apple thì nó lại khác. À, đây là cái hại, tức là các bạn phải xài một cục tiền ngay lập tức, tức là các bạn phải trả một cục bự chảng trà bá lửa ngay lập tức. Nhưng cái lợi là như thế này, nó là phiên bản quốc tế. Các bạn có thể đem đi xài bất cứ ở nước nào, chỉ mở cái sim ra, bỏ cái sim ở nước đó vô xài chấm hết. Đơn giản, tức là nó gọi là unlock phiên bản quốc tế các bạn ha. Thì mười mấy năm nay thì thường thường mà tôi này xài thì tại vì tôi này thích xài phiên bản quốc tế. Thứ nhất là ví dụ đi mình không thích cái hãng điện thoại này nữa thì mình có thể không xài cái hãng điện thoại, ví dụ nha, AT&T mình không thích đúng không, mình nghỉ xài, mình qua T-Mobile mình lấy cái sim mình bỏ vô mình xài đó các bạn. Không, nó đơn giản, nó chỉ có vậy, tại vì nó unlock rồi. Thành ra các bạn có thể bỏ bất cứ cái sim của cái hãng công ty nào, hãng điện thoại nào vào đây xài cũng được, hoặc là đi các nước, đi vòng quanh thế giới bỏ cái sim nước nào vô xài cũng được đó. Đó là có cái hại và cái lợi, và đó là hai cách để mình mua điện thoại ở cái nước Mỹ này. Thành ra nó giống như cái đồ chơi vậy đó các bạn ha. Chứ hoặc thật sự là cái này không phải là khoe khoang đâu, mà là cái này là đập hộp, bắt chước người ta làm cái video đập hộp thử coi nó như thế nào các bạn. Rồi bây giờ trước hết là mình sẽ đập hộp cái điện thoại của bà xã Tony. Bà xã Tony thì không có là YouTuber, thành ra chỉ có nghe gọi và chụp hình quay phim vòng vòng chơi cho vui thôi. Thành ra Tony mua cái điện thoại 13 bình thường các bạn nha, 13 màu hồng. Cái màu này cũng là màu mới. Rồi nó 256GB. Chút xíu nữa là tôi các bạn nhìn vào cái màn hình á, Tony cho các bạn thấy cái receipt, cái giá của cái điện thoại này, cái giá của cái điện thoại này, rồi thuế, rồi cái giá của hai cái vỏ ép này, rồi thuế luôn. Tổng cộng lại gần 2.600 các bạn ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở cái điện thoại 13 trước các bạn ha. Bây giờ mình sẽ xài tới cái cây dao của bà xã Tony.
Giờ mình cắt ra đây, mở coi nó như thế nào. Đó, giờ tôi này cũng chưa có bao giờ anh lót cái gì á, tôi này cũng không biết nữa. Đây nè, rồi nó có cái rồi coi coi bên trong nó có cái gì các bạn ha. Đây, đẹp quá. Thì mở ra là trời ơi, cái màu đẹp quá các bạn ơi, cái màu light pink, cái gọi là baby pink đó các bạn. Đây là cái vỏ ha, không có gì bên này hết. Lấy cái điện thoại ra. Ok, đã quá rồi. Coi coi đây này các bạn, thì cái mặt đó nó đã bảo vệ cho các bạn bằng một cái lớp giấy rồi, để sợ nhiều khi chạy đâu ha. Trời ơi, nó bóng, nó đẹp lắm các bạn ơi, bóng đẹp lắm nha. Rồi đây là cái điện thoại 13 đó, các bạn nhìn kỹ nè, hai cái nó méo méo nhau chứ nó không có cái trên cái dưới thẳng nữa các bạn, nó làm méo méo. Anh kỳ này nó làm cái đường xéo rồi. Đẹp quá. Bên hông nó thì cũng giống nhau thôi các bạn. Bên hông nó giống nhau thôi. Nãy gì trời tùm lum hết. Nó tóm lại hồi nó mình tìm hiểu sao rồi, cái này là cái 13. Thì bên cạnh cái điện thoại thì nó cho các bạn cái cuốn sách và với lại cái cục chạc. Thấy vậy thôi đó hả trời, ngộ vậy trời, vậy thôi đó hả. Cục chạc này á, mình chạc ở đâu, mình ghim vô cái gì mình chạc. Nó không có cái cục bự hả trời ơi. Nó gài mình mua thêm cái cục bự đó các bạn nè. Không, cái dây chạc này nó không có cái cục bự. Không, một là các bạn chạc trong xe hay là các bạn phải mua cái cục bự để các bạn chạc đó. Đó là những gì mà ở trong cái hộp của iPhone 13. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái vỏ đi, cái vỏ của iPhone 13 nha. Cái vỏ màu hồng này của bà xã tôi này nè. Coi coi tình hình nó sao. Chưa bao giờ đập hộp à, mình thì mình không có quen đập hộp mấy cái này các bạn ơi, ít có bao giờ mình đập hộp lắm. Mình đâu có mua gì đâu đập hộp các bạn, mình phải có mua thì mình mới có đập hộp đúng không. Đó, đây cái vỏ 13 này các bạn. Cũng đẹp quá, cũng là màu hồng luôn nè các bạn. Tại vì bà xã của tôi này tên Hồng. Rồi cái vỏ này là 49 đồng 99 cent hay nhiêu, là thế luôn, nó thành 50 mấy đồng nè các bạn. Nó bằng cái loại silicon, cái loại mà người ta bỏ vô người mình, người ta sửa sắc đẹp với bạn, ví dụ như lỗ mũi giả hay cái gì giả đó, nó dùng bằng silicon đó các bạn. Thấy chưa? Rồi thế là xong rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái 13 Pro của Tony. Thì Tony mua cái giá là 1299 đô la chưa tính thế 100 mấy nữa đó, thì tóm lại là khoảng 1.300 mấy chục á. Tại vì Tony mua nhiều ghi, tại vì Tony phải quay video rồi phải upload video, cho nên Tony cần rất là nhiều ghi các bạn. Thì cái điện thoại mà Tony làm cái YouTube hiện tại bây giờ đó là nó cũng 2-3 năm nay rồi, nó cũ rồi, nhiều khi nó cũng trục trặc cái này nọ kia, cho nên bây giờ đến lúc Tony cần phải mua cái điện thoại mới. Thứ nhất là sẽ đem lại những cái chất lượng video, âm thanh, màn hình rõ cho quý vị khán giả, cô chú bác xem. Tại vì trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều lời bình luận là trời ơi anh Tony sao anh không mua cái điện thoại mới cho rồi đi, anh xài cái điện thoại gì mình nó luôn sum bu quá, ba hồi bữa đực bữa cái đó. Là do bây giờ lỡ rồi chơi xả láng sáng về sớm các bạn ơi, đời có bao lâu luôn, mình hững hờ chơi luôn số 13 chơi luôn. Đây là cái vỏ rồi, đây là cái điện thoại lấy ra thì hình như là nó cũng gần giống như cái kia đó các bạn đó. Cái này là màu xanh blue, xanh nhạt đó các bạn, đẹp quá, màu mới nè. Trời ơi nè, tôi này thích cái cạnh đó nè các bạn, cái cạnh nó làm bằng một cái nó gọi là inox, mà không phải là inox trắng. Ví dụ đi, các bạn nhìn cái đồng hồ của tôi này là inox trắng đúng không, cái này là nó inox màu đen đen đó các bạn. Màu đen đen đúng rồi. Nó làm đẹp quá, nó thấy chưa. Và đặc biệt là cái 13 thì cái camera nó bự hơn cái 11, 12 các bạn ha. Đây nè các bạn thấy không, 13 bình thường thì cái lỗ nó nhỏ nhỏ hơn, 13 Pro thì nó bự chà bá lửa nè các bạn đâu nè. Hai cái lỗ nó khác nhau các bạn ha, đó các bạn nhìn kỹ chưa, hai cái lỗ nó khác nhau nha. Rồi 13 thì cái lỗ nó hơi medium đi, mình gọi là medium đi, còn 13 Pro thì cái lỗ nó bự chà bá lửa rồi. Đó, tính như là cái cạnh rồi, cái lưng nó cũng láng quá các bạn, quá láng. Rồi để coi coi, bên trong nó cũng có cuốn sách.
rồi nó cũng có sợi dây chạc. Chết cha, kỳ này cái tụi Apple này nó làm tiền tụi mình dữ quá, nó không đưa mình cái cục thường thường á. Ngày xưa á, cái thời mà iPhone 10, iPhone 11 á, khi mà các bạn mua đó thì nó, thì cái dây chạc nó đi together với cái cục, đúng không? Bây giờ thì nó chơi, nó được cái dây không, nó không được cái cục, làm mình phải tốn tiền mua thêm cái cục. Đó là như vậy đó các bạn, nó làm tiền mình đủ mọi mặt, đủ mọi thứ hết đó. Đẹp quá các bạn ơi. Cuối cùng thì sau 2-3 năm tôi này làm YouTube bằng cái điện thoại cũ, cuối cùng thì tôi này cũng đã có cơ hội để sở hữu một cái điện thoại có thể nói là chất lượng, để mà đem đến cái chất lượng cho cái video và âm thanh màn hình đó các bạn nhé, để gửi đến quý vị khán giả. Rồi bây giờ tới phiên cái vỏ ốp của tôi này, coi coi nó như thế nào. Chơi màu nổi các bạn ha, màu cam nha. Đời có bao lâu đâu mình hững hờ chơi cho nó nổi nổi các bạn ơi. Tôi này là tín đồ của Hollister, là về quần áo các bạn thấy nè ha. Rồi hiểu không hả? Và tín đồ mà về điện tử thì của hãng Apple, kệ ai nói một đời ta hai ba đời nói các bạn ơi. Đời có bao lâu đâu mà mình hững hờ, thì mình có khả năng thì mình xài thôi các bạn nhé. Mình xài để chi? Để cho mình đem lại cái chất lượng tốt để gửi đến quý vị khán giả đây nè. Chơi màu cam, bên trong màu xanh, bên ngoài màu cam. Rồi các bạn đó. Đẹp quá các bạn ơi. Nó cũng bằng silicone luôn nè các bạn. Cái này để làm siêu sắc đẹp đó. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, Tony chia sẻ cũng như là mở đập hộp, mở hộp hay là unbox gì đó cái iPhone 13 và 13 Pro, thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Một lần nữa, đây là một cái video mang tính chất chia sẻ xem cho vui các bạn ha. Rồi cái lỗ này nhỏ hơn cái lỗ này là tại vì nó rẻ tiền hơn cái này, thành ra nó nhỏ hơn. Cái gì cũng vậy các bạn, tiền nào của đó thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Have a good day. Nếu các bạn thấy nó vui vẻ, yêu đời, tích cực, để là một cái like dưới và chữ bình luận và bấm nút chia sẻ để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day.